Kính thưa tất cả quý vị, sáng hôm nay thì Quốc Võ xin cập nhật một số thông tin về cái việc của Tỉnh Thất Bồng Lai. Hôm nay chúng ta cùng đọc báo để theo dõi tin tức ha, bởi vì có rất là nhiều tin mới cập nhật về vấn đề này. Đầu tiên thì trên cái tờ báo Tiền Phong, họ bắt đầu đăng tin và họ đã đưa những cái hình ảnh mà đã chụp trong cái lúc mà khám xét Tỉnh Thất Bồng Lai của cơ quan chức năng đó. Thì lâu nay là các bạn biết rằng là không có bất kỳ một cái hình ảnh nào được đưa lên hết á, nhưng mà hôm nay là bên phía cơ quan chức năng họ là cho phép báo chí tung hình ảnh lên rồi. Thì các bạn biết là cái bước kiểm tra, cái bước điều tra đó để xác minh vụ việc đó thì nó đã đi đến cái thời điểm gần như là kết thúc rồi các bạn. Vì vậy cho nên họ mới cho phép báo chí đăng mấy cái hình ảnh lên. Thì đây là một trong những cái bài báo nói về cái vấn đề về cảnh sát khám xét Tỉnh Thất Bồng Lai. Đó thì liên quan tới những cái sai phạm xảy ra tại Tỉnh Thất Bồng Lai, ngoài việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người, cho tại ngoại một bị can, tức là cho tại ngoại ông Lê Tùng Vân đó, cảnh sát cũng đã khám xét hộ bà Cao Thị Cúc nơi đặt Tỉnh Thất Bồng Lai. Sai phạm tại Tỉnh Thất Bồng Lai theo công an tỉnh Long An thời gian qua, các cơ quan của tỉnh Long An đã nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, sinh năm 60, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai nên công an đã vào cuộc xác minh điều tra. Ở dưới đây là có những tấm hình chụp mà phóng viên đã được chụp, tức là bên công an họ chụp đó và họ chia sẻ cho các tờ báo để họ đăng tin lên. Đó thì chúng ta thấy là công an họ đang khám xét ha. Ở đây có những cái ngăn tủ để chứa đồ của những thành viên. Đó. Đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đức Hòa đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân sinh năm 32, Lê Thanh Hoàng Nguyên sinh năm 90, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 91, Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 95 cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa cũng bắt tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú. Đó, những tấm hình chụp này là những tấm hình chụp mới nhất mà cơ quan chức năng họ đã chụp ngay tại thời điểm mà khám xét về phía Tỉnh Thất Bồng Lai đó. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và cấm khỏi nơi di trú đều được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn. Tấm hình này là của Lê Thanh Hoàng Nguyên, chụp ngay thời điểm đó. Đây là Lê Thanh Trùng Dương. Đây là bà Cao Thị Cúc, chủ hộ nơi đặt Tỉnh Thất Bồng Lai tại thời điểm cảnh sát khám giữ. Đây là tấm hình của Lê Thanh Nhất Nguyên thời điểm cảnh sát đặt nơi tại Bồng Lai ha. Đó là lúc này là cảnh sát điều tra họ đang làm việc tại cái để sổ sách gì về giấy tờ. Đó. Camera cảnh giới đặt tại phía trước của cái Tỉnh Thất Bồng Lai. Đó, đây là một tờ báo họ đăng lên. Rồi chúng ta tiếp tục mình xem coi. Hiện tại bây giờ là bên phía của báo VN Express họ cũng đăng nè các bạn nè. VN Express tức là tờ báo lớn nhất của Việt Nam đó, họ cũng đăng là 3 người tại Thất Bồng Lai đều bị bắt ha. Đó. Họ cũng nói về vấn đề này. Thì nói chung là mình xem qua cái mặt báo thôi. Chứ còn mấy cái thông tin này là cũng mình biết hết rồi. Có tờ báo họ đăng về cái vấn đề về cập nhật tình hình cái chú tiểu sau khi kẻ cầm đầu Tỉnh Thất Bồng Lai bị tạm giam, thầy ông nội được tại ngoại. Đó,
Thì bây giờ là cái như là làm gì làm là các những cái người lớn ở trong đây họ có tội, nhưng mà các chú tiểu thì lại không có bất kỳ một cái tội gì cả, bởi vì tụi nhỏ là tụi nó rất là trong sáng, rất là ngây thơ. Người lớn biểu sao làm vậy thôi chứ làm sao biết được là như thế nào. Ha, cho nên là cái vấn đề về trẻ em, con nít ở trong cái vụ việc này thì chúng ta không có nói nhiều, không có nêu tên tuổi của tụi nó nhỏ ra, hoặc là không có nêu lên bất cứ một cái vấn đề gì mà gây thiệt hại cho trẻ em, bởi vì cái tuổi thơ của nó là vô tội, nó không có dính líu gì tới cái việc này cả ha. Vì vậy cho nên là chúng ta còn phải coi như là xem xét những cái lời nói, những phát ngôn khi mà có cái việc này mà nó xảy ra đó, cho nên là sao không có lên nói về vấn đề này nhiều ha. Đó, ngoài ra thì cái vấn đề về bên phía của thầy ông nội mà được tại ngoại là vì ổng tuổi già sức yếu, thì đây là báo chí họ cũng nói là cho ổng tại ngoại là và cấm đi khỏi nơi cư trú là đúng thôi, tại vì coi như là đó là cái vấn đề về cái chính sách nhân đạo của bên phía của cơ quan chức năng thì họ làm như thế đó. Tại ông cũng già yếu rồi, thì ông cũng năm nay là ông 90 tuổi rồi, thì thay vì là bắt giam ổng thì đưa ông về nhà mà cấm khỏi nơi cư trú thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà ở nhà ổng thì ông sống thì nó sẽ là coi như là nó ok hơn đó, là như vậy thôi. Rồi một cái vấn đề nữa là quan trọng nhất là cái tin mới nhất nè, tờ báo Dân Trí họ đăng lên nè các bạn nè, là gì đây, là tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm tại tỉnh Thất Bồng Lai ha. Cái đây là tin mà mới nhất, thì ngày 10 tháng 1 đó, trao đổi với phóng viên Dân Trí đó, thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa cho biết Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa đã nắm bắt xây dựng trái phép, sử dụng đất đai sai mục đích tại hộ của bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây đã lập biên bản vụ việc và đang chờ thời gian thích hợp để tiến hành cưỡng chế. Hiện nay Ủy ban Nhân dân huyện đang tập trung giữ hiện trường, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm tại nơi này. Đây có những cái tấm hình chụp từ trên cao chụp xuống này, các bạn thấy rằng là đó, cái miếng đất này là cái miếng đất gì, nông nghiệp, mà không có cho phép là xây dựng nhà cao tầng. Vì vậy cho nên là Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa sẽ đã ra lệnh là sẽ tháo dỡ cái công trình này. Theo ghi nhận của phóng viên, trưa ngày 10 tháng 1, công trình xây dựng phía trong tỉnh Thất Bồng Lai được tháo dỡ. Tuy vậy, theo lãnh đạo huyện Đức Hòa, có thể nhóm công nhân công trình được ông Lê Tùng Vân thuê vào để tự tháo dỡ. Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa chưa ban hành quyết định tháo dỡ công trình sai phạm tại đây. Theo lãnh đạo huyện Đức Hòa thì tháng 5 năm 19, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã từng xử phạt hành chính về hành vi vi phạm xây dựng tại tỉnh Thất Bồng Lai. Như Dân Trí đã đưa tin, thời gian gần đây công an tỉnh Long An nhận rất là nhiều đơn thư của các tổ chức cá nhân liên quan đến sai phạm ở hộ cặp Cao Thị Cúc, nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am Minh Bờ Vũ Trụ. Những cái phản ánh chủ yếu xoay quanh các hành vi có dấu hiệu trục lợi hình thức tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân, loạn luân v.v. Căn cứ những cái tài liệu thu nhập được phản ánh về hành vi sai phạm đối tượng tạm trú sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngày 3 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Ngày 4 tháng 1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công an huyện Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc một số trường hợp sinh sống tại đây để làm rõ các hành vi sai phạm có liên quan. Trên cơ sở chứng cứ thu nhập, sau khi viện kiểm sát cung cấp phê duyệt, ngày 5 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can là Lê Tùng Vân, tức là 90 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân. Đó. Đây là một tờ báo Pháp Lao Động
cũng có đăng lên một cái bài về cái vấn đề về bị lập biên bản vì xây dựng trái phép này. Thì nói chung là rất là nhiều mặt báo ngày hôm nay họ đã đăng lên. Họ đăng lên về cái vấn đề này. Và bây giờ là phía của ông Phó Chủ tịch. Ông Phó Chủ tịch huyện Đức Hòa đó, tên là ông Lưu Văn Bùng, cho biết là địa phương đang tiến hành rà soát toàn bộ các hạng mục trong công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tại cái hộ này. Thì cái hạng mục công trình vi phạm này nó nằm trong khu đất nơi tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai đó, hay còn gọi là Thiên An Bờ Vũ Trụ. Gần đây tại khu đất này của bà Cao Thị Cúc đã được xây dựng một cái khu nhà với kết cấu nhiều tầng. Tuy nhiên việc xây dựng này là sai phép bởi xây dựng trên đất nông nghiệp và chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Ở đây có những tấm hình chụp ha. Đó, các bạn thấy những tấm hình chụp không? Thì trong tờ báo này thì họ cũng đăng lên những cái quy định của điều 331 á, về cái lợi dụng quyền tự do dân chủ gì đó. Đó. Mà những tờ báo này họ cũng đăng cái nội dung nó gần giống nhau thôi, cho nên quốc giả cũng không đọc lại, cho các bạn xem qua thôi. Và sáng nay có một tin mới nữa rằng là như thế này nè, là bên phía của Lê Thanh Minh Tú đó, Lê Thanh Minh Tú là tự nhận là con ruột của ông Lê Tùng Vân để mướn luật sư bào chữa cho bên phía của Tỉnh Thất Bồng Lai và bị bên phía của tòa là coi như là từ chối. Thì có nhiều cái nguồn tin họ đưa lên là tại sao lại là tòa lại là từ chối. Bởi vì tòa lời chối là có một cái lý do là bên phía của Lê Thái Minh Tú không có cái gì để mà xác minh được rằng là mình là có quan hệ ruột thịt với lại ông Lê Tùng Vân cả. Mà nếu như mà Lê Thái Minh Tú mà xác định mình là con ruột của ông Lê Tùng Vân thì là thành ra là ông Lê Tùng Vân là từ xưa giờ là ông nói xạo rồi. Tại vì ông nói là ông không có con cái gì cả, đúng không ạ? Tu từ nhỏ. Như vậy thì Lê Minh Tú không có thể nào mà chứng minh được ổng là cha ruột của Lê Thanh Minh Tú. Còn nếu như mà Lê Thanh Minh Tú là con nuôi của Lê Tùng Vân thì Lê Thanh Minh Tú phải có một cái tờ giấy khai sanh hoặc là giấy gì đó mà để chứng minh là mình là con nuôi của Lê Tùng Vân. Thì nếu như mà Lê Thanh Tú mà muốn mình là một cái người mà đứng ra để thuê luật sư bào chữa cho những cái người ở trong bào chữa là trong Lê Tùng Vân đó, thì Lê Thanh Minh Tú phải bằng mọi cách phải chứng minh được là mình có quan hệ ruột thịt hoặc là cái gì đó máu mủ với lại ông Lê Tùng Vân đó. Mà nếu mà chứng minh không được thì tòa là bác cái đơn đó. Vậy thôi, rất là đơn giản, chúng ta là dễ hiểu như vậy. Chứ ở đây cũng không có cái chuyện mà pháp luật mà không có nghiêm minh đâu ha. Mình là sống trong một đất nước, là một đất nước thì mình cũng phải là tuân thủ theo tất cả những cái pháp luật, những cái bộ luật hình sự họ đã đưa ra đó, và mình sống là quốc thì phải có quốc pháp, gia phải có là gia quy, cho nên là mình phải tuân thủ theo đúng pháp luật đó, chứ không có cái cớ gì mà là bên phía tòa án lại là bác bỏ những đề nghị để bước luật sư cả, không ạ? Rồi, thì cái vấn đề này chúng ta hãy bắt đầu từ từ, chúng ta sẽ tìm hiểu những thông tin mới nhất và Quốc Võ sẽ cập nhật cho các bạn nha. Sáng hôm nay thì có những tin mới như vậy thì Quốc Võ xin chia sẻ như vậy. Chúc cho tất cả mọi người một ngày thật an lành ha. I love you cả nhà mình.